Các bạn ơi, đây là thành phẩm của món nước ép dứa mình vừa mới làm xong đây. Các bạn nhìn rất là ngon và hấp dẫn đúng không ạ? Và làm sao để chúng ta có được cái món nước ép dứa vừa thơm ngon vừa hấp dẫn như thế này? Thì mình mời các bạn đây sẽ vào bếp cùng với mình các bạn nhé. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm cái món nước ép dứa các bạn nhé. Để làm được cái món nước ép dứa này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây đó là dứa tươi. Dứa tươi này thì mình đã cắt sẵn ra như thế này thành những cái miếng nhỏ như thế này rồi để mình đem đi ép lấy nước. Và để cho nước ép dứa nó được thơm ngon và hấp dẫn hơn ấy thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình đó là một củ cà rốt. Hoặc là các bạn có thể dùng nước ép dứa mix với cả cam cũng được. Đó, ở đây thì những cái phần nào mà dập thì các bạn sẽ bỏ đi cho mình nhé. Đó. Nó bị dập một xíu này. Rồi, sau khi mà mình đã lược sơ được cái phần quả dập ấy, bởi vì là quả dập khi mà các bạn cho vào như vậy ấy, thì nó sẽ không được thơm đâu mà nó có cái mùi ủng ủng á, là nó không có ngon các bạn nhé. Và các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình một củ cà rốt như thế này để chúng ta mix cùng sẽ rất là ngon. Và bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị cái đồ ép các bạn nhé. Ở đây thì mình sử dụng cái máy ép chậm của Magic các bạn ạ, bởi vì là cái máy ép chậm của Magic thì nó sẽ giữ được cái thành phần giữ được cái tất cả các loại máy ép chậm đều giữ được cái hàm lượng vitamin ở trong hoa quả là nhiều nhất các bạn nhé. Cho nên là nếu như các bạn có điều kiện các bạn sử dụng cái máy ép chậm ấy thì nó sẽ giữ được nhiều hơn cái hàm lượng vitamin. Và ở đây thì mình dùng máy của Magic. Mình nói luôn với các bạn không là một số bạn cứ hỏi mình là bạn dùng máy nào. Thực ra là các cái máy ép chậm các bạn dùng hãng nào cũng được, mình thích là được thôi. Đó, cái này thì mình mua ở trong siêu thị, nó có giá là hơn 3 triệu, 3 triệu 6, 3 triệu 7 gì đó. Nhưng mà uống hoa quả, nước ép hoa quả thì rất là ngon các bạn ạ. Đó, các bạn sẽ lắp cái phần máy này vào trước. Kiểm tra. Okay. Xong. Sau khi mà mình lắp xong như vậy rồi thì mình thêm một cái bể để mình khóa nó lại. Vậy là bây giờ mình có thể ép được luôn rồi đó các bạn. Bây giờ thì các bạn sẽ cho cái phần dứa vào để chúng ta ép nhé. Cái máy ép chậm này nó hay lắm. Các bạn chỉ cần cho vào các bạn là ép thôi. Sau đó cái phần nước nó sẽ ra một bên và một bên là nó sẽ ra cái phần bã, các bạn sẽ không cần phải lọc. Còn nếu như mà ai mà dùng máy xay sinh tố thì các bạn sẽ dùng cái sau khi mà các bạn xay xong là các bạn dùng cái dây lọc, các bạn lọc đi cho mình. Nhưng mà máy xay sinh tố thì khi mà các bạn uống các bạn sẽ thấy là cái phần nước nó không có được ngon lắm đâu. Cái phần cà rốt thì mình sẽ ép sau cùng các bạn nhé. Phần cà rốt là chỉ có riêng mình uống thôi. Còn cả nhà thì thích ép dứa hơn. Còn mình thì mình thích uống cả hai loại như thế này. Nó trộn vô với nhau nó thơm lắm. Đó các bạn thấy không? Nó ép ra rất là nhanh và rất là dễ. Rất đơn giản đó các bạn chỉ cho vào cái máy ép thôi. Cắt thái này thì các bạn cắt thái sẵn cho mình, sau đó mình đem đi mình nghiền, mình xay bằng cái máy ép chậm này. Nó chậm hơn cái máy ép nhanh nhưng mà cái nước thì nó lại ngon hơn. Nếu ai mà muốn cơ thể của mình thơm á là uống nhiều cái nước ép dứa này vô là thơm lắm. Ví dụ như là đi ô tô á là người ta hay để một cái trái dứa hay còn gọi là trái thơm ở trên ô tô của mình á cho nó thơm.
cái dụng cụ nhấn nữa, là nhấn nó xuống là được. Các bạn nhấn xuống là nó sẽ ra hết nhé. Đây các bạn nha, sau khi mà mình ép một khối á là nó sẽ ra được rất là nhiều nước như thế này nè. Các bạn mở cái này ra là nước nó tự động nó chảy xuống, và một bên là cái bã này này. Đó, và bây giờ thì mình sẽ cho ra một cái hũ nha. Ở đây thì mình mới rót được có một chai thôi. Đó, các bạn rót vô đây nữa. Thường là nhà mình cứ ép khoảng chục quả dứa thì sẽ được 2,5 lít nước ép. Đó, các bạn thấy không? Rất là ngon. Và các bạn ơi, cái nước ép dứa này nhá, thì các bạn sẽ uống cho mình trong vòng một ngày thôi các bạn nhá. Nếu như mà mình để sang ngày thứ hai á, là thường nó hay bị lên men, nó cay lắm, khó uống. Và uống vào nó hơi say say đó. Đó, và các bạn thấy không, các bạn nhìn thấy cái phần trong này không? Nó có vẫn còn cả cái phần cái nữa. Cái phần cái của cái dứa này này, chứ nó không phải là nước không các bạn nhé. Nó vẫn còn cả thành phần của dứa nữa. Bã nó chỉ ra một phần thôi, cái phần sơ thì nó ra, còn cái phần mềm nó theo với nước này, uống rất là ngon luôn. Đó, và các bạn để cho mình như thế này và chúng ta đi xay tiếp nhá. Ở đây thì mình sẽ tiếp tục ép tiếp các bạn nhé. Cho vào các bạn ép cho mình bên này thì cái phần nước nó ra ở bên kia. Các bạn căn cho mình. Không biết là các bạn có thích uống nước ép cà rốt không, nhưng mình thì rất là thích. Nước ép cà rốt các bạn có thể ép cùng với cả dứa hoặc là cam ấy. Ở đây cho ra cái nước ép rất là ngon. Và ở cửa tiệm ấy, mình thấy là một ly thôi các bạn nhé. Cái ly đó nó rơi vào khoảng 300ml nước ép dứa thì đã có giá là 30.000 rồi. Đó, ở đây thì mình mua về mình làm nó vừa ngon mà vừa đảm bảo không bị pha nước ha. Mình bỏ bớt nước ra như vậy rồi thì bây giờ các bạn sẽ cho cái phần cà rốt vào. Các bạn ép chung cho mình nhé. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại một chút để cho nó ép ra hẳn đi. Sau đó mình cho cái phần nước nó ra. Đó, các bạn nhìn thấy không? Nhìn rất là ngon, hấp dẫn. Đó, và nước ép cà rốt thì thơm lắm. Và nó nhiều chất ấy. Bây giờ thì các bạn sẽ khuấy đều cái phần nước ép cà rốt và nước ép dứa này lên cho mình. Sau đó chúng ta cho ra một cái ly. Đó,
Các bạn thấy có hấp dẫn không ạ? Rất là ngon rồi, mình đã có một cái ly nước ép dứa cà rốt. Đó, rất là thơm như thế này. Và đây nó hơi thiếu một chút, mình cho ra đây nha. Mình thêm. Đó, thêm vô. Vậy là chúng ta đã có một cái ly nước rất là ngon rồi. Và mình xin kết thúc video ở đây nha. Chúc các bạn sẽ có một cái ly nước ép thật là ngon các bạn nhé.